Nếu các bạn đã theo dõi cũng như là đã sử dụng các đời máy PlayStation của nhà Sony thì các bạn hẳn cũng đã biết, đối với mỗi đời máy, qua từng năm, Sony sẽ cho sản xuất một mẫu máy nhỏ hơn và nhẹ hơn so với mẫu máy gốc, kiểu nó thành cái truyền thống luôn. Với PS1 thì Sony dùng cái tên là PS rồi thêm chữ One cho phiên bản nhỏ hơn. Kể từ PS2, PS3 và PS4 thì họ bắt đầu sử dụng từ Slim cho cái phiên bản mỏng này 3 năm trong vòng đời sản xuất. Và đây chính là thời điểm cho PS5 được ra mắt cái phiên bản Slim của mình. Theo công bố đến từ Sony thì chiếc PlayStation 5 model 2023 mới nhất mình sẽ tạm gọi là PS5 Slim luôn nha, vì chưa chắc gì họ sẽ dùng cái tên này. PS5 Slim sẽ được ra mắt vào đâu đó khoảng đầu tháng 11 tới đây cho một số cửa hàng bán lẻ và sẽ được Halo nhập về Việt Nam sớm nhất cho anh em chúng ta, với một số thay đổi tất nhiên là về ngoại hình nè và một số nâng cấp nữa. Hãy cùng mình khám phá xem toàn bộ những sự thay đổi đó là gì dựa trên công bố của Sony nha. Lúc đi mua PS5 thì chắc ai cũng nghĩ đi nghĩ lại trong đầu là mua standard hay là digital, tức là bạn có ổ đĩa hay là bạn không có ổ đĩa. Thì theo nhu cầu, nếu các bạn có một cộng đồng cùng chơi, ta có thể mua một bản có ổ đĩa để có thể dễ dàng trao đổi đĩa với nhau, tiết kiệm chi phí, hoặc có thể sưu tầm các bản steelbook vô cùng xịn sò thì các bạn sẽ chọn bản standard. Còn nếu các bạn muốn gọn gàng, chơi game trên dịch vụ PlayStation Plus thôi, hoặc săn những cái deal game mà hời ở trên PlayStation Store, hoặc chỉ muốn chơi một mình thì digital là bản dành cho bạn. Well, thì giờ đây các bạn sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Bản digital và bản standard ở trong phiên bản Slim này sẽ không còn nữa. Thực ra cũng là hai phiên bản đó, nhưng mà bạn có thể mua bản nào cũng được hết, vì cái ổ đĩa kia bây giờ có thể gắn ra và tháo rời được, và có lẽ bán lẻ cho các bạn luôn. Cho nên nếu hôm nay các bạn muốn chơi đĩa thì hãy mua digital, về sau thích mua ổ đĩa rồi gắn vào, thế là thành standard, đến lúc cần thì tháo ra, quá trời tiện dụng luôn. Tất nhiên là lúc mình sở hữu con PS5 lần đầu, mình khá là bực bội bởi thực chất là 825GB kia khá là ít, thêm dung lượng phần mềm máy nữa thì chắc đâu đó còn khoảng 600GB, quá ít cho một chiếc máy này, khi mà cái game khủng bố trên toàn bây giờ toàn mấy trăm GB, như là Red Dead Redemption hết 150GB, God of War Ragnarok gần 90GB. Thì Sony đã nâng cấp lên thành 1TB tròn cho chiếc máy này. Chưa rõ dung lượng của máy thì sẽ còn bao nhiêu, nhưng đây tạm thời là một điểm sáng cho phiên bản mới này của PlayStation 5. Và hơn nữa, ở bản PS5 Slim mới này, Sony vẫn giữ nguyên khe cắm nâng cấp bộ nhớ cho PS5 thông qua thanh SSD M2, hỗ trợ lên tới 8TB trong bản cập nhật mới nhất. Tất nhiên là sẽ nhỏ gọn và nhẹ hơn rồi. Phiên bản mới này với ổ đĩa sẽ nặng 3,2kg, 18% nhẹ hơn so với bản tiền nhiệm, và bản không ổ đĩa sẽ là 2,6kg, nhẹ hơn 24%. Suy ra ổ đĩa sẽ nặng 0,6kg, gắn vào sẽ quay lại tổng khối lượng là 3,2. Với kích thước nhỏ hơn 30% so với bản trước, rất nhỏ gọn về đây, một sự nâng cấp đáng kể cho con máy mà hơi nặng và cồng kềnh như chiếc PS5, rất phù hợp với những ai yêu thích sự tiện lợi, nhỏ gọn. Thực ra mà nói thì PS5 vốn dĩ đã rất là mạnh mẽ với thông số hiện tại của nó rồi, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Theo truyền thống thì các đời máy PlayStation nhỏ hơn đều ít có các nâng cấp về phần cứng bên trong máy, chủ yếu là thay đổi về ngoại hình và lối thiết kế. Ngoài ra các CPU, GPU hoặc RAM là đều giữ nguyên, cổng kết nối cũng vậy. Có một cái khác của cái PS5 Slim so với PS5 thường, đó chính là họ đã thay hai cổng USB-C và USB-A ở phía trước máy thành hai cổng USB-C luôn. Đi đầu xu hướng hiện nay giống như là Apple đã chuyển cổng Lightning thành cổng FC trên iPhone mới nhất vậy. Và đó là toàn bộ các nâng cấp và sự thay đổi của phiên bản mới của PlayStation 5 so với phiên bản lúc mới ra mắt. Các so sánh về hiệu năng có thực sự ổn hay không, tải nhiệt máy hoặc các vấn đề về lỗi phát sinh thì phải đợi tới ngày ra mắt của chiếc máy này thì chúng mình mới có thể test được. Đừng quên là Halo sẽ cho đặt trước con máy PS5 Slim này và sẽ nhập hàng về sớm nhất, nhiều nhất có thể cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, có thể khi mới ra mắt thì chiếc máy này về đến Việt Nam sẽ có giá hơi cao một xíu. Cho nên, sắp tới mình sẽ cho ra mắt video liệu các bạn có cần thiết phải nâng cấp chiếc máy PlayStation 5 này không? Để phần nào giúp các bạn lựa chọn được chiếc máy PS5 trong mùa lễ này để chiến cái tựa game siêu hot đang chuẩn bị ra mắt gần đây, điển hình như là Marvel Spider-Man 2, Alan Wake 2. Hãy theo dõi website, fanpage hoặc nhắn tin và gọi điện cho số hotline của chúng mình nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc đặt hàng nhé. Cô Hy xin chào.